Kế thừa sự năng động từ những dòng xe bánh lớn, Bentley ABS 2018 mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Sự thực tế, năng động, phong cách được Piaggio mang lên mọi ngóc ngách của chiếc xe. Nhìn tổng thể thì cái chiếc Piaggio Bentley này khá giống với cả một chiếc Piaggio Beverly. Nhưng mà nói thật là chiếc với chiều cao của mình khoảng 1m7 thì cái chiếc Beverly nó là quá cồng kềnh, đi trong phố nó không thuận tiện. Nên là cái thiết kế của Bentley này rất là phù hợp với người châu Á, nhỏ gọn nhưng mà vẫn mang cái tính khỏe khoắn. Và trong khi đó là hai bánh rất là lớn thì đi đường xa rất đầm. Thì nếu mà nói về mặt thẩm mỹ thì cái bánh sau hơi nhỏ thì cảm giác là nhìn cái xe hơi bị thấp mà nó không được khỏe khoắn lắm. Nhưng mà trong cái quá trình trải nghiệm và đi xe hàng ngày thì mình thấy không vấn đề gì cả. Cũng vẫn đầm, bám đường, ôm cua rất là tự tin. Kế thừa sự năng động từ những dòng xe bánh lớn, Bentley ABS 2018 mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng. Sự thực tế, năng động, phong cách được Piaggio mang lên mọi ngóc ngách của chiếc xe. Đồng hồ này thì cái chất lượng nhựa cũng rất là tốt, cầm nắm rất là chắc chắn, các cái nút bấm này cũng rất là chắc chắn này. Nhưng mà thực sự là sau một cái thời gian trải nghiệm thì nó cũng đã hơi mờ đi một chút rồi. Mà cái đấy thì mình cũng không tránh được. Đấy, cho đến xuống cái sàn chân thì vị trí nắp bình xăng để ở phía ngoài nên là rất là tiện lợi để cho mình mở. Và ở đây cũng có một cái lỗ thoát nước nữa, nên là khi mỗi lần mà mình đổ xăng xong mà đi gặp trời mưa ấy, nước không bị vào bình xăng. Cái sàn để chân này thiết kế rất là hay. Nó có hai cái phần hõm hai bên này để khi mình chống chân xuống ấy, mình đi trong phố đông nó sẽ không bị dạng ra như các dòng xe khác, mà mình để gần hơn so với xe và mình di chuyển nó cũng tự tin hơn. Nếu như những người anh em trong gia đình trước đây thường sở hữu những trái tim ồn ào kèm theo sự đỏng đảnh như những thiếu nữ 18, đôi 10 thì Bentley lại có ngay trong mình một trái tim khỏe mạnh cùng sự êm ái. Phần yên xe của Bentley với thiết kế hướng tới trải nghiệm cho người dùng. Vậy là một người thường xuyên rong ruổi các cung Tây Bắc, liệu Bentley có làm Bách hài lòng? Về cái tư thế ngồi thì cái yên này rất là rộng. Cái bản ngang của nó rất to nên đâm ra khi mà mình ngồi mình lái xe đường dài đều không bị mỏi. Và cái phần tựa lưng này rất là cao và họ đã may một cái chỉ may ở đây nên nó không bị phập phồng. Và cái chất lượng da này phải nói rất là tốt. Thêm một cái điểm mình ưng ý về cái dòng xe này là cái tay xách này khá là hướng đến người dùng. Phải nói là so sánh với cả một số dòng xe mình đã trải nghiệm trước đây rồi, kể cả những dòng xe Nhật, thì cái chi phí bảo dưỡng bảo hành cái dòng xe đời mới này, nhất là với cái động cơ iGas thì rất là nhỏ, hầu như không đáng kể. Tại vì thực sự là mình đi mình chỉ có việc đổ xăng, đến kỳ thì mình thay dầu, thế thôi. Còn hỏng hóc trong xe thì hầu như không có gì. Được đánh giá cao là kẻ tiên phong khi mang trên mình nhiều tiện ích và công nghệ an toàn, lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc xe tay ga tại thời điểm ra mắt là năm 2016, Piaggio Bentley luôn tỏ rõ về sức hấp dẫn của mình.